Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống 66 năm thành lập trường võ khoa Thủ Đức, Hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức tại New South Wales đã giới thiệu một tân ban chấp hành của hội cho nhiệm kỳ 2017 đến 2019. Chúng tôi hôm nay tổ chức lễ này là để làm lễ kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Liên trường Võ khoa Thủ Đức. Cứ mỗi năm vào đầu tháng 10 thì Hội Thủ Đức, tất cả các anh em sinh viên sĩ quan trừ bị Hội Thủ Đức đã quy tụ về đây cùng với một số quan khách, đồng hương cũng như chiến hữu để làm kỷ niệm ngày truyền thống. Thì đặc biệt năm nay là chúng tôi nhắc lại là chúng tôi đã thành lập cái hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức ở New South Wales này được 30 năm. Đúng 30 năm, mà trong suốt 30 năm đó thì hội chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng sát cánh với các hội đoàn đoàn thể để sinh hoạt với cộng đồng. Chúng tôi xin giới thiệu Hội trưởng Phạm Văn Thông là hội trưởng. Mr. Phạm Văn Thông, the president. Chiến hữu Lâm Xuân, hội phó ngoại nội vụ. Mr. Lâm Xuân, the vice president. Chiến hữu Lưu Phước Lành, hội phó ngoại vụ. Mr. Lưu Phước Lành. Chiến hữu Tô Ngọc Kim, tổng thư ký. Mr. Ngọc Kim Thơ, the secretary. Chiến hữu Trần Đắc Khoa là thủ quỹ, tuy nhiên hiện giờ chiến hữu Trần Đắc Khoa đang có mặt tại Hoa Kỳ, do đó không tham dự được. Trước mặt quý vị là tân ban chấp hành Hội cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức tiểu bang New South Wales nhiệm kỳ 2017-2019. Mr. Trần Quang Văn Quang, the president is now in America, so he can't be here. Trong chương trình ngày truyền thống của trường Võ khoa Thủ Đức, ngoài các màn ca vũ nhạc thì nhà tạo mẫu áo dài Bích Huyền đã khiến khán giả say mê qua phần trình diễn áo dài và áo dạ hội thật lộng lẫy và trẻ trung. Hoài Phương, Tường Trinh từ Kênh Lai 2, Úc Châu xin kính chào quý vị khán giả.